Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Park cho biết quân đội nước này cần duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ cuộc sống của người dân cũng như tài sản của họ trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên khi mà các mối đe dọa quân sự do Bình Nhưỡng tạo ra đang gia tăng. Trước đó, hôm 15 tháng 8, Triều Tiên đã lên tiếng yêu cầu phía Hàn Quốc ngừng ngay các buổi phát thanh chống Bình Nhưỡng dọc khu vực biên giới. Nếu không, Seoul sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công quân sự tổng lực. Đến ngày 17 tháng 8, Triều Tiên cũng tái triển khai chương trình tuyên truyền bằng loa phóng thanh ở khu vực này. Với động thái này, hai miền Triều Tiên đã chấm dứt 11 năm ngừng các hoạt động tuyên truyền ở vùng biên giới kể từ năm 2004 để mở đường cho các cuộc đối thoại cấp cao. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên càng gia tăng sau khi hồi đầu tháng, giới chức Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng gài một loạt mìn bên trong khu vực phi quân sự ở biên giới trên bộ giữa hai nước, khiến hai binh sĩ của Hàn Quốc bị thương. Tuy nhiên, cho đến nay, Triều Tiên vẫn kiên quyết phủ nhận cáo buộc này. Cũng trong ngày 17 tháng 8, Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên kéo dài 4 ngày mang tên Người bảo vệ tự do Unchi để kiểm tra khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp của đất nước. Các cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc bị phía Triều Tiên lên án là hành động tập dượt để xâm lược miền Bắc, trong khi Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố cuộc tập trận chỉ mang tính chất phòng vệ,